Chào mừng các bạn quay trở lại với 88 Studio và lại là mình Cận đây. Lâu nay trong cái tầm giá từ 10 đến 20 triệu đi thì thường chúng mình cũng như là những người sử dụng công nghệ sẽ không đánh giá quá cao laptop của Dell về mặt cấu hình hay là những cái trang bị mà nó đi kèm có. Ví dụ nhá, ở trong khoảng giá này thì đối thủ của Dell chúng ta có thể có được những cái trang bị như là vỏ nhôm, màn chuẩn màu thì Dell mới chỉ là vỏ nhựa và màn VGA thôi, hay là đâu đấy cấu hình nó cũng sẽ bị thua thiệt ở đâu đấy tí RAM với tí ổ. Tuy nhiên thì đến năm 2023, câu chuyện nó đã hoàn toàn khác. Ở đây mình đang có một chiếc Dell Inspiron 5330 và với cái mức giá của chiếc Inspiron 5330 này thì nó đang có rất nhiều lợi thế để có thể cạnh tranh được với những cái đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như là ZenBook OLED hay như là IdeaPad 5 Pro. Thế thì chiếc Dell Inspiron 5330 này nó có ngon hay không và nó phù hợp cho những đối tượng nào thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau phần intro nhé. Đầu tiên đi thì lúc nãy mình đã có nhắc đến IdeaPad 5 Pro cũng như là ZenBook 14 OLED rồi, nên là các bạn nhìn vào cái bảng so sánh nhẹ nhẹ này thì các bạn cũng thấy được là Dell Inspiron 5310 nó cũng không thua kém gì so với lại hai cái dòng laptop kể trên rồi đúng không? Chúng ta vẫn sẽ có màn 2K, có 16GB RAM và có CPU Intel 13 mà dòng P luôn nhá, chứ không phải là dòng U giống như những cái năm trước Dell keyboard nữa. Thật ra thì với 5310 hay là 5320 chúng ta cũng đã có chip H rồi, nhưng chip H các năm trước thì nó cũng chỉ là phiên bản H35, thì mình đánh giá là P nó sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. Vậy thì hôm nay trước khi đi vào sâu hơn về chiếc Inspiron 5330 này thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn trước là chiếc laptop này nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng sinh viên nào. Thì cụ thể ở đây mình thấy chiếc laptop này cực kỳ phù hợp với các bạn sinh viên kinh tế này, các bạn đang có tìm hiểu hoặc là làm việc ở trong lĩnh vực là content creator này, các bạn có làm việc về edit ảnh và video 2D, cuối cùng là những bạn coder cũng có thể lựa chọn cái dòng laptop này luôn. Thì đối với những cái đối tượng trên thì những cái yếu tố ưu tiên nhất khi mà chúng ta cần chọn một chiếc laptop đó là gì? Theo mình thì đó chính là màn hình, có nghĩa là về chất lượng hiển thị. Thứ hai là về độ di động của một chiếc laptop. Và thứ ba đó là hiệu năng vẫn cần phải được đảm bảo để chúng ta có thể thực hiện công việc một cách trơn tru. Vậy với ba yếu tố này thì chiếc Dell Inspiron 5330 nó đáp ứng ra sao và tại sao nó lại cực kỳ phù hợp với lại những cái nhóm đối tượng trên? Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đi về màn hình. Sẽ có đây đó là một cái tấm nền 2K 16:10 và đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái phổ màu đẹp. Độ sáng thì cũng rất cao, lên đến là 400 nit. Với một cái thông số như thế này thì các bạn có thể thấy được rằng là chiếc Dell Inspiron 5330 này nó dư sức để cân được các tác vụ như là edit ảnh hay là video một cách tương đối là chuyên nghiệp rồi. Tiếp đến nữa là với một cái độ sai màu thấp chỉ đâu đấy là tầm 1.08 delta E mà thôi, thì mình nghĩ là với cái chỉ số như thế này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc màn của chiếc laptop này luôn được mà không cần cân lại luôn nhá. Và cái độ sáng cao này thì cũng có thể là một cái lợi thế mạnh để giúp các bạn có thể sử dụng ở trong nhiều những cái môi trường khác nhau, ngoài trời, trong nhà đều được. Thứ hai đó là yếu tố về tính di động, thì các bạn nhìn vào chiếc laptop này các bạn cũng thấy rồi đúng không? Chúng ta sẽ có một chiếc laptop 13 inch thì rõ ràng là nó sẽ mỏng, nhẹ, có thể cho chúng ta mang đi lại một cách thoải mái. Và trong quá trình di chuyển đó thì các bạn cũng yên tâm về độ bền luôn. Chúng ta sẽ có một cái hoàn thiện mặt A, mặt C được làm bằng kim loại. Phần bản lề cũng có cải thiện so với lại cái đời 5320 trước đây rồi. Vậy nên là về độ bền, mình nghĩ là các bạn sẽ không có cái gì phải đắn đo nhiều quá với chiếc Inspiron 5330 này hết. Mà thật sự nhá, thì ấy, câu hỏi về độ bền này, Dell đã bao giờ làm công thất vọng về độ bền của máy hay chưa? À, thật ra thì đời 3000 cũng có, nhưng mà đời 5000 thì chưa. Rõ ràng là thế rồi, đúng không? Thế nên là về độ bền anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Ngoài ra thì cái mát Intel Evo ở trên chiếc Inspiron 5330 này, mặc dù là sử dụng chip P, nhưng mình thấy là nó hoàn toàn không phải là để trưng. Mình đã test rồi, mình để mắc độ sáng và dùng công việc văn phòng thì nó hoàn toàn đáp ứng cho mình được cái thời lượng pin, đó là khoảng 5 tiếng. Nếu như các bạn giảm độ sáng đi một chút thì hoàn toàn là cái mức pin nó sẽ trụ được đến 6-7 tiếng, có nghĩa là gần hết một ngày làm việc của chúng ta rồi. Đây là một cái mức pin mà mình hoàn toàn hài lòng với chiếc laptop này. Ngoài ra, đang nhắc về thời lượng pin cũng như là tính di động thì mình thấy rằng là cục sạc của chiếc laptop này nó cũng rất là nhỏ gọn, và đồng thời chiếc laptop cũng có hỗ trợ sạc qua cổng Type-C. Chính vì thế mà nó sẽ rất phù hợp dành cho những bạn nào có những cái cục sạc dự phòng với công suất cao, cũng hoàn toàn có thể sạc được cho chiếc laptop này. Cuối cùng đến về yếu tố thứ ba, đó chính là về yếu tố hiệu năng. Thì ở đây mình sẽ dùng cái từ là yếu tố hiệu năng cần phải được đảm bảo, chứ không phải là một cái hiệu năng quá là tốt. Tại vì sao ạ? Tại vì một chiếc laptop mỏng, nhẹ mà hiệu năng tốt thì chắc chắn nó sẽ không có cái mức giá tốt được như thế này. Chúng ta ở một cái mức giá đâu đấy là dưới 20 triệu. Vì vậy mỏng nhẹ thì chỉ cần đảm bảo được hiệu năng để thực hiện được những cái công việc của những cái người ở trong những cái nhóm ngành mà mình vừa lấy kể trên là được rồi. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ được trang bị con chip đó là i5-1340P với cái xung đơn nhân cao, và chúng ta cũng được trang bị là 12 nhân và 16 luồng.
Thật ra thì do nó ăn không quá nhiều điện nên mình không đánh giá cao về cái khả năng đa nhân của con chip này lắm. Tuy nhiên, đơn nhân nó vẫn làm tốt và nó vẫn sẽ phù hợp để cho các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được những công việc như là edit, chỉnh sửa ảnh hoặc là video. Hoặc là bạn nào làm về lập trình, có nhu cầu debug code cũng như là build app thì con chip này nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được luôn. Riêng về phần video nhé, thì mình có một cái lưu ý nhỏ, đó là các bạn không nên nhồi nhét vào đây quá nhiều những cái hiệu ứng nó phức tạp. Tại vì là với những hiệu ứng đấy thì mình thấy là đến con GTX 1660 Super bọn mình đang dùng máy edit đấy, nó còn chật vật cơ. Thế nên là mình không nghĩ con Iris Air nó có thể giúp các bạn làm mượt được đâu. Nên là không nhồi nhét quá nhiều, vậy là được nhá. Tiếp đến là về khoản đa nhiệm, thì mình nghĩ rằng là với 16GB LPDDR5 thì mình nghĩ là chiếc laptop này nó sẽ không gặp quá nhiều vấn đề trong quá trình đa nhiệm tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ, đó là chiếc laptop này nó sẽ không nâng cấp được RAM. Vậy nên là nếu như bạn nào mà có nhu cầu sử dụng đa nhiệm nhiều hơn ấy, thì mình nghĩ là các bạn sẽ nên phải chọn cái phiên bản 32GB ngay từ đầu. Rồi và như vậy thì mình vừa mới đi qua những cái yếu tố ưu tiên cũng như là những cái điểm mạnh nhất ở trên chiếc Dell Inspiron 5330 này, để có thể thấy được và chứng minh cho các bạn được rằng là chiếc laptop này nó rất là phù hợp với những cái đối tượng mà mình đã khoanh vùng ngay đầu video. Và nãy giờ thì mình cũng chỉ khen thôi, thế tức là chiếc máy này nó hoàn hảo trong tầm giá 18 triệu á? Không không không, nhân vô thập toàn, laptop cũng thế. Chiếc máy này vẫn có điểm yếu và cụ thể thì mình sẽ chỉ ra ngay sau đây. Điểm đầu tiên đó là về tản nhiệt. Thì mình xin phép được nhắc lại, đó là tản nhiệt chưa bao giờ là điểm mạnh của những chiếc laptop mỏng nhẹ hết. Nói chung luôn chứ không phải là mình chiếc Dell Inspiron 5330 này nói riêng. Vậy nên mình không khuyến các bạn chơi game và render quá nhiều hoặc là quá liên tục ở trên chiếc laptop này trong một thời gian dài. Thi thoảng thì được, còn liên tục thì không nên. Thứ hai nữa đó là về bàn phím của chiếc laptop này. Mặc dù về trải nghiệm tổng thể nó đem lại cho mình có thể nói là chấp nhận được, tuy nhiên thì hành trình nó còn khá là nông và cái phần thiết kế của bàn phím này thì nó sẽ làm hơi lõm xuống so với phần chiếu nghỉ tay. Khi mà chúng ta gập máy vào ấy thì nó sẽ có khe hở của hai bên. Trong quá trình sử dụng thì các bạn nên trang bị thêm cho mình thêm một cái túi chống sốc nữa để tránh việc chúng ta bỏ vào ba lô mang đi mang lại thì sẽ có những cái vật nhỏ nó rơi vào giữa những khe này có thể làm xước màn của chúng ta. Về phần touchpad của chiếc laptop này thì mình cũng chưa hẳn là ưng ý lắm, tại vì với tay mình thì nó hơi nhỏ, nhưng mình biết là Dell họ có thể làm tốt hơn được. Tại vì trước đây mình đã thấy được họ đem những chiếc touchpad to với cái cảm giác sử dụng rất tốt lên những cái dòng XPS từ đời cũ của họ rồi. Nên mình nghĩ là ở các thế hệ sau thì rất nhiều khả năng những cái dòng Inspiron của Dell họ cũng sẽ được cải tiến nhiều hơn về touchpad. Điểm yếu tiếp theo của chiếc laptop này đó là nó sẽ có khá là ít cổng kết nối. Một cái tin buồn dành cho những bạn nào mà dùng nhiều thiết bị ngoại vi như là mình. Mình thì dùng thêm chuột, bàn phím, tai nghe, thêm cả loa nữa và có thêm cả tay cầm nữa, nên là nó hiện đang chưa thể đáp ứng được cái nhu cầu cắm thêm thiết bị rời ở bên ngoài này của mình. Còn đối với những bạn nào mà chỉ cơ bản thôi, đó là chuột, bàn phím, thậm chí là chỉ chuột hoặc là tai nghe thì chiếc laptop này nó vẫn hoàn toàn đáp ứng được. Cuối cùng, một cái điểm cuối cùng nữa, nó thuộc về gu thẩm mỹ nhiều hơn nhưng mình vẫn sẽ nói, đó là thực sự mình vẫn không thể nào mà ưng được cái dải cao su nâng máy lên của Dell, chứ không phải là của mình con Dell Inspiron 5330 này. Trước đây thì mình cũng đã nói thế với dòng Vocho rồi. Mặc dù mình biết là nó làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ bản lề máy, nhưng với cái gu thẩm mỹ của mình thì trông nó vẫn hơi thô. Và năm nay mặc dù có thêm một cái số cái chấm trang trí thì mình thấy là nó cũng không cải thiện được gì nhiều ấy. Nhưng mà hy vọng là đến các năm sau thì Dell họ sẽ cho chúng ta được một cái giải pháp mà vẫn bảo vệ tốt mà nó sẽ có gu thẩm mỹ đẹp hơn. Có thể thấy được rằng tính thực dụng luôn là thứ mà Dell đề cao trong từng sản phẩm của mình. Dù còn nhiều điểm yếu thì trong tầm giá 18 triệu, mình thấy Dell Inspiron 5330 vẫn là một chiếc laptop đa dụng và phù hợp với lại nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Đồng thời thì đây cũng là một trong những chiếc laptop mà mình đánh giá rằng rất đáng để sở hữu trong tầm giá 18 triệu như thế này. Thế nên, nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc laptop Ultrabook vừa có hiệu năng tốt, màn đẹp mà lại đảm bảo được tính di động cao ấy, thì hãy ngó qua chiếc Dell Inspiron 5330 này nhé. Biết đâu nó lại cực kỳ hợp với bạn đấy. Tiếp theo thì nếu như bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì hoàn toàn có thể để lại cho mình comment bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì mình là Minh Cận, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio. Hẹn gặp lại. Đéo hẹn.